Vâng, các bác đã mua sắm Tết thì sắm luôn cho nhanh bác nhé. Hết tháng là em nghỉ ạ. Hết tháng các bác có cho em gấp đôi tiền em cũng không gửi cho các bác được đâu. Đây, hàng thì đang đóng đi liên tục cho các bác đây. Cứ đợi đi. Đồng hồ tất cả lên hết cho các bác kia rồi. Clip này em vào giới thiệu cho bác một số cái bức tranh khảm trai này, bức tranh ngày xưa đấy, bức tranh thời xưa. Tranh thời xưa đa số là làm bằng gỗ sả cừ các thứ đấy. Tranh khảm trai có nhá, tranh đây toàn tranh xưa hết thôi. Bác nào có những cái căn phòng hoặc là phòng trà, phòng khách hoặc là phòng bán hàng hay phòng gì tóm đi tóm lại là có những cái địa điểm nào để treo cho nó hợp như phong thủy những bức này thì em giới thiệu mà nó cũng rẻ thôi mà 300 400 mấy trăm nghìn cho nó xong nhé. Vào từng bức này, đối với bức đây là bức đầu tiên, bức này là bức gì bác em chả biết là bức gì đi. Bức này thì khó lắm, em không đọc được. Bức nào hiểu thì hiểu thôi. Khảm trai hết. Bức này chiều cao 40. Cao này, 40 ngang của 4 tấm này. Nó vào tầm 50 chiều ngang. Đấy. Số thứ tự là số 666, 200 nghìn. 200 nghìn 4 bức này. Đây là khảm trai với nhá. 200 nghìn. Số, bức tranh số 666. Sang bức số 667. Đó là một bức tranh phong cảnh trong một rừng, khu rừng. Khu rừng có núi này, có núi này, có sông này. Tất cả những con hươu này, con hươu, con nai này đều được làm bằng khảm trai hết. Khảm trai hết. Bức này là số 667. Giá 600k. 600 nghìn. Chiều cao của bức này, chiều cao là 50. Chiều cao của bức 50, chiều ngang này. Chiều ngang này mỗi bức nó tầm 20 thì 42 là 8, nó tầm 80 phân. 80 cm. Chiều ngang này. Số 667 giá 600 nghìn. Đây là 600 nghìn bức này. Đấy, 4 tấm ghép với nhau. Đấy, bác nào đang làm những căn phòng, phòng trà, phòng cà phê, phòng xưa, tranh xưa. Nên những bức tranh rất cần thiết những căn phòng đấy. Đây những căn phòng này là những bác nào tầm đầu 8 nhỉ, đầu 8, đầu 7 sẽ gặp những bức tranh này ngày xưa. Sang đây nữa, tiếp tục đến một bức này nữa. Đây, ghép nốt vào đây đã không lại hở ra mất. Đấy, nó liền với nhau. Bức này. Bức này là số 668, giá 1 triệu 300 nghìn. Có chiều cao là 1, 2, 3, chiều cao 60, chiều ngang 30 một tấm thì được 1, 2, 3, 4, mét 2. Chiều cao 60, chiều ngang 1 mét 2. Đây là một bức tranh đồng quê, thể hiện có rừng, có núi, có sông, có thuyền. Đồng quê qua đấy, rất là đẹp luôn. Đây là buổi đấy, buổi sớm đấy, mình đấy. Chả biết là sớm hay chiều, nó chả ghi chú nhìn mặt trời kia, không biết là sớm hay chiều các bạn. Đây là những bức tranh xưa. Ở bên này là cây trúc này, một cây trúc này rất là đẹp nhé. Chiều ngang 1m2, chiều cao 60. Số thứ tự là 668, giá 1 triệu 3 bức này. Còn sang đây là một cái đốc lịch. Đây là đốc lịch. Đốc lịch này, đốc lịch vạn sự như ý này. Vạn sự như ý này. Còn đây là hôm nọ em có trêu bác đấy, Tết tài Tết lộc ấy. Đọc Tết tài Tết lộc. Tấn tài tấn lộc ấy. Ở trên này có tất cả đều là bằng khảm trai với nhá. Khảm trai hết. Tranh này cũng xưa, đây là tranh này cũng xưa. Ở trên này có Phúc Lộc Thọ. Có ba ông Phúc Lộc Thọ đây, Phúc đây. Đấy. Phúc là nhiều con cháu Lộc Thọ. Đây là gọi là cái đốc lịch có chiều cao 60, chiều ngang 40, số 669, giá 300.000. Đấy, những cái bức tranh này là bác là có những căn phòng xưa bác cho vào nó ngồi nó rất là ý nghĩa để treo lịch đấy, những cuốn lịch ngày xưa đây này. Ta dán những cuốn lịch, đây là băng dính nhá. Bác thích không thích bác lột băng dính ra thì nó lại lộ tranh nha. Đấy. 300.000. Bức tranh cái đốc lịch số 669. 669 là cái đốc lịch này. Sang đến em cứ lần lượt đi cho nó nhanh. Bèo, các bác nào muốn lấy số nào đọc số nhá. Đây là con số 670, có giá 1 triệu 300 nghìn. Đó là bức kia mà, bác nhìn này, bát mã. Đây là bức bát mã, được chưa? Đấy, bát mã. Đều là bằng khảm trai hết. Đều là bằng khảm trai. Đấy, chiều cao của bức này là 50. Chiều ngang hay nào? Chiều ngang nó tầm khoảng độ gần 80, chiều ngang 80.
chiều ngang 80. Bát mã à, số thứ tự là số 670, giá 1.300.000. 1.300.000. Đây là bức này nhá, 670 này, 1.300.000. Xuống bức số 671 thì bức này chiều ngang phải 1m2 rồi. 1 2 3 4 là 1 chiều ngang 1m. Chiều cao 50. Chiều ngang 1m, chiều cao 50. Bức này là số 671, giá 1.500.000. 1.500.000. Đây. Bức này quá đẹp luôn. À, cái chỗ này là cái chỗ ngày xưa họ ta thân tặng nhau những cái ngày ngày kia đấy. Bác nào mà không thích cái chữ này thì bác có thể xóa đi được như đây, cạo tay được. Đây là cái bút nhé, đây là bút viết này, cạo đi được rồi. Đấy, cạo này. Thế thôi tùy. Nói chung lau được. Đấy. 671, giá 1.500.000. Tất cả đây đều được làm bằng khảm trai hết ạ. Làm khảm trai hết nhé. Những con ngựa nhìn rất là khôn luôn, bác nhìn chưa? Nó quá khôn luôn ạ. Làm khảm trai này tinh xảo lắm. Có nhìn chưa? Quá đẹp nhé. Đấy. Bức ngựa dưới này là 1.500.000, bức trên là 1.300.000. Sang đến bức số 673. À, bức này là thể hiện một cái đồng thể hiện đồng quê. À, một miền quê, à, một buổi chiều tà thì phải. Điều tra đang đi về. Đấy. Hay là đi chợ gì đấy cũng không rõ lắm. Ý nghĩa thì các bác ý. Đấy. Có đàn chim, có trâu này, có người đi chợ này, đồng quê này, tất cả đều khảm trai này. Khảm trai có kích thước chiều cao 40, chiều ngang 60, cao 40 ngang 60. Số thứ tự là số 673, giá 400.000. 673, 400k bức tranh này. À, xuống số tiếp tục là 672. Đây là số 672, giá 600.000. Đây là bức Phúc Lộc Thọ. Phúc Lộc Thọ, tất cả khảm trai kích thước cũng như bức trên, cao 40 và ngang 60. Bức này thì quá là nhiều khảm trai luôn. Phúc Lộc Thọ bác ạ. Đẹp chưa? Bức này nó rất là ý nghĩa nhé. Cực kỳ ý nghĩa luôn. 600.000. 600.000 bức Phúc Lộc Thọ này. Chờ những bức này trong gia đình nó ý nghĩa lắm bác ạ. Ok chưa? Đấy. Tiếp tục sang đến bức số 674. Đây là 674 này. Bức 674 này là bức này có mức giá 600.000. À chết, 400.000. 674, 400.000. Bức này là thể hiện một đồng quê này, đi cấy, đi cày này, thả trâu này, thổi sáo này, con trâu nhỏ. Nói chung. Đấy. Tất cả khảm trai hết. Kích thước cao 40, ngang 60. Đấy, mức giá 400k. Và cuối cùng là một bức tranh thể hiện miền quê. Đây, miền quê sông nước. À, có đi thả trâu này, có ngôi làng này, có ao này, có thuyền nguồm. Đấy, à, bức này là chiều ngang 3412, chiều ngang phải là 1m2, chiều cao 60 rồi. Chiều cao 60, chiều ngang 1m2. Bức này là số thứ tự là 675, giá 1.300.000. Bức này giá 1.300.000. Đây. Bức này có giá 1.300.000. Số thứ tự là 675. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Kích thước là ngang 1m2, cao 60. Rồi, chào các bác ạ. Đấy.